công tác cải cách hành chính không có điểm kết thúc mà phải luôn được thực hiện, cải tiến, thúc đẩy bởi yêu cầu của người dân và doanh nghiệp và yêu cầu của thành phố. Đây là khẳng định của đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng nay. Trong năm 2023, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã nhận giải quyết gần 22,6 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết có hơn 22,4 triệu hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm tỷ lệ 99,84%, và 37.649 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,16%. Tính đến tháng 12 năm 2023, tổng số dịch vụ công trực tuyến là 740 trên 1.837 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 40,28%. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã phát lệnh công bố chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức năm 2023. Theo đó, ở khối sở, ban ngành có 20 trên 26 đơn vị đạt loại xuất sắc, 6 trên 26 đơn vị đạt loại tốt. Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu bảng với 96,95 điểm. Ở khối quận, huyện, thành phố Thủ Đức có 20 trên 22 đơn vị đạt loại xuất sắc, 2 trên 22 đơn vị đạt loại tốt. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân xếp hạng xuất sắc với 96,64 điểm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương DDCI năm 2023. Ở khối sở, ban ngành, Sở Du lịch đứng đầu bảng với 85,84 điểm. Ở khối quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đứng đầu bảng xếp hạng với 75,76 điểm. Đây là năm thứ hai quận Phú Nhuận giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng này. Chúng tôi luôn tâm niệm và quyết tâm một điều, cải cách hành chính là sự cam kết của chính quyền, chứ nó không phải là một cái phong trào, đặc biệt là những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm. Nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn như vậy thì Phú Nhuận tăng cường cái tương tác với doanh nghiệp trên cái môi trường mạng thông qua cái app Phú Nhuận đồng hành. Từ đó có điều kiện quan tâm, chia sẻ thông tin cũng như là hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp trong suốt những năm qua. Đây là năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai đánh giá chỉ số chuyển đổi số với mục tiêu theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các sở, ban ngành, địa phương và thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các sở, ban ngành có 6 chỉ số chính như nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chuyển đổi số với 32 chỉ số thành phần, thang điểm 330. Theo đó, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đứng đầu bảng với 311,82 điểm. Mục đích của hệ thống này không phải chỉ là để xếp hạng mà giúp cho các đơn vị có thể theo dõi một cách thường xuyên cái công tác chuyển đổi số của đơn vị mình. Năm 2024 chọn chủ đề năm là chuyển đổi số thì bộ chỉ số này sẽ giúp cho các địa phương, đơn vị tập trung hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và có thể theo dõi được những cái tiến độ thực hiện các cái nhiệm vụ mà thành phố giao cho các cái địa phương, các đơn vị, và từ đó thì cuối năm thì kết quả chúng ta sẽ thực hiện một cách đồng bộ và thống nhất. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục rà soát, phân tích, thực hiện kế hoạch năm 2024 để làm tốt hơn công tác cải cách hành chính, đặc biệt là tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, có kế hoạch thực hiện và giữ được các kết quả đã đạt được. Các đơn vị chúng ta hãy thi đua với nhau một cách thực chất trong công tác cải cách hành chính để chúng ta nhận lại phần thưởng, đó là sự hài lòng, sự khen ngợi của người dân, doanh nghiệp. Tôi xin nhấn mạnh thêm 5 nội dung. Thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện, chúng ta rà soát, cập nhật và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của ngành và địa phương mình. Chúng ta kết hợp với các cái nhiệm vụ chuyển đổi số, nâng cao cái năng lực cạnh tranh sở, ngành, quận, huyện. Cái ý thứ hai đó là từng cơ quan, tức là sở, ngành, thành phố, các quận, huyện và kể cả các xã, phường, thị trấn, chúng ta phải có kế hoạch đưa tất cả các thủ tục hành chính lên nền tảng số. Chúng ta hướng tới các cái thủ tục hành chính này phải toàn trình, trừ những cái thủ tục hành chính có điều kiện. Chỗ này khi anh Hoàng có phân tích điểm này với cái dịch vụ công trực tuyến, nếu chúng ta làm thống nhất đồng bộ thì chúng ta chỉ tập trung
một cái việc này thôi. Và chúng ta đang hướng đến mục tiêu đến cuối năm 2025, hoạt động của nền hành chính thành phố cơ bản diễn ra trên nền tảng số, tức là chúng ta đang xây dựng một chính quyền số. Tại hội nghị, 6 địa phương đơn vị đã vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì đã có mô hình sáng kiến tiêu biểu trong cải cách hành chính năm 2023.